Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3, tại km 62 680 đường cao tốc Cam Lộ La Sơn, thuộc địa phận phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, xe tải biển kiểm soát 29H79458 chưa xác định danh tính đang lưu thông theo hướng Bắc Nam khi đến vị trí trên va chạm với xe đầu kéo 43C00358 chưa xác định danh tính tài xế kéo theo rơ móc 43R00179 đang dừng đỗ trên đường. Hậu quả, một người trên xe tải bị thương, xe tải bị biến dạng, hàng hóa tràn xuống đường. Thông tin ban đầu, xe đầu kéo bị hư hỏng nên dừng lại trên tuyến. Lúc này, xe tải lưu thông cùng chiều do thiếu quan sát đã đâm vào xe đầu kéo. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên cao tốc Cam Lộ La Sơn liên tục xảy ra tai nạn giao thông, trong đó hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 18 tháng 2 và mùng 10 tháng 3 khiến 5 người tử vong và nhiều người bị thương. Trưa 11 tháng 3, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin qua công tác khám nghiệm hiện trường đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 10 tháng 3 tại km 58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đi qua huyện Phong Điền, làm hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Thông tin ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, tài xế Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lào, huyện Đắc Mìn, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách 51B26149, không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Tài xế Phan Đình Thành, sinh năm 1986, ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển xe ô tô tải 75C01691, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm, theo quy định gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế là không có. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3 tại km 58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Anh Lê Hoàng Quân điều khiển xe khách chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải và vào phía sau bên trái xe ô tô tải do anh Phan Đình Thành đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều do xe bị nổ lốp. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến hai người tử vong là anh Cụt Văn Sơn, sinh năm 2004 và chị Cụt Thị Phong, sinh năm 2007, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ba hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2. Danh tính các nạn nhân bị thương được xác định gồm Linh Văn Khâm, 23 tuổi, Lương Thị Bích, 23 tuổi, Linh Thanh Trung, 2 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Cụt Văn Xuân, 27 tuổi, Cụt Văn Nam, 1 tuổi, Cụt Văn Xuân, 32 tuổi, Cụt Văn Huyên, 25 tuổi, cùng trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Cụt Thị Phuôn, 27 tuổi và Lương Thị Khách, 24 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn. Ngay trong tối ngày 10 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân. Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Hiện tại sức khỏe của những người bị thương đang ổn định trở lại. Những hành khách không bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng bố trí nơi ăn uống, nghỉ ngơi, sau đó được bố trí xe để tiếp tục di chuyển theo lộ trình. Trước đó, ngày 18 tháng 2 năm 2024, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe container khiến 3 người tử vong. Ngay sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong cùng gia đình tử vong, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc tai nạn xảy ra cũng có một phần không nhỏ của việc thiết kế cao tốc hai làn, không có giải phân cách cứng, tạo nút thắt cổ chai khi nhập làn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Sau khi kiểm tra trực tiếp hiện trường, hầu hết đại diện các đơn vị tham gia đều nhận định tuyến đường còn quá hẹp, hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt điểm xảy ra tai nạn có hiện trạng nút thắt cổ chai từ 4 làn chuyển thành 2 làn xe, hình thành các nút cổ chai tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ngoài ra, việc còn thiếu hệ thống đèn chiếu sáng trên nhiều vị trí của tuyến đường cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc chưa có phương án tổ chức giao thông chính thức khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thông, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền cho rằng,
tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn hiện còn nhiều bất cập về cơ sở hạ tầng. Cao tốc không thể hai làn xe như hiện nay mà ít nhất phải 4 làn. Ở giữa phải có giải phân cách cứng, có hệ thống camera giám sát trên tuyến, phủ sóng điện thoại đầy đủ. Hiện trạng tuyến đường như hiện nay buộc chúng ta phải tính toán đến tốc độ phương tiện tham gia giao thông như thế nào cho hợp lý. Nếu vẫn tiếp tục giữ nguyên như hiện nay thì chắc chắn tai nạn sẽ còn xảy ra, Thượng tá Thông chia sẻ. Không chỉ cao tốc Cam lộ La Sơn gặp nhiều bất cập về cơ sở hạ tầng, đánh đố người tham gia giao thông, mà các tuyến cao tốc khác trên địa bàn cả nước cũng gặp tình trạng tương tự. Tính đến nay, ước tính cả nước có hơn 1.700 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, nhưng có khoảng hơn 1/3 trong số này không có trạm dừng nghỉ. Có những con đường cũng được gọi là cao tốc nhưng chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp và thậm chí cao tốc không có giải phân cách. Tai hại hơn, có những con đường cao tốc được thiết kế lạ, lúc 2-3 làn, lúc chỉ còn 1 làn tạo nút thắt cổ chai, chẳng khác nào cái bẫy cho tài xế non tay lái. Những tuyến cao tốc có khác đường quốc lộ chăng chỉ là đường cấm xe hai bánh, xe thô sơ, người đi bộ và tử thân rình rập nhiều hơn. Khi lưu lượng xe đi trên cao tốc tăng cao thì số lượng tai nạn giao thông trên đó cũng tăng theo. Vụ tai nạn đau lòng trên cao tốc Cam lộ La Sơn ngày 18 tháng 2, có lẽ ai cũng nhìn thấy bất cập của tuyến cao tốc này. Đường lúc phình to 3 làn, lúc bóp nhỏ chỉ còn 1 làn và không có giải phân cách, tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Nhìn lại cao tốc có đủ biển báo, cảnh báo nhưng tài xế thiếu quan sát, vượt không đúng quy định. Sau mỗi vụ tai nạn trên cao tốc, người ta thường so sánh với các nước trên thế giới, rồi kết luận lái xe ở nước ta chưa có đầy đủ kỹ năng đi trên đường cao tốc. Thế nhưng nếu không có nút thắt cổ chai kia và con đường có giải phân cách như một cao tốc đúng nghĩa, thì có lẽ ba mạng người đã không ra đi oan uổng. Làm cao tốc là để phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước, đi lại của người dân, nhưng trước hết nó cần đảm bảo an toàn. Cao tốc chỉ đạt tiêu chuẩn tốc độ cao và tử thân rình rập nhiều hơn thì điều đó cần xem lại. Không thể lấy lý do thiếu tiền hay tài xế thiếu kỹ năng để biện minh sau mỗi vụ tai nạn. Sau hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên cao tốc hai làn xe La Sơn – Túy Loan ngày 23 tháng 1 năm 2024 và Cam lộ La Sơn ngày 18 tháng 2 năm 2024. Theo lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bên cạnh việc xác định nguyên nhân tai nạn giao thông, cần làm rõ các nguyên nhân khác trên toàn bộ hệ thống giao thông để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Các cơ quan chức năng sẽ xem xét các nguyên nhân trực tiếp và xử lý trách nhiệm các cá nhân tổ chức có liên quan. Các nguyên nhân chính thức cuối cùng sẽ do cơ quan chức năng công bố, Thông tấn xã Việt Nam thông tin. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo rõ trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh làm rõ các nguyên nhân trực tiếp, cần làm rõ các nguyên nhân khác có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tiếp theo. Quá trình này đòi hỏi cơ quan điều tra phải rà soát lại toàn bộ các yếu tố trong hệ thống giao thông, từ quy định, quy tắc, quy chuẩn, phương tiện, người lái, kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, tuyên truyền, xử phạt. Ngoài ra, theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng ngày 18 tháng 2, trong lúc chờ cơ quan chức năng phân tích, công bố các nguyên nhân, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cộng đồng theo 4 nguyên tắc. Lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao, lái xe phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, nắm rõ kiến thức, kỹ năng lái xe, sức khỏe, tình trạng phương tiện tốt và chủ động thu thập thông tin chuyến đi, xác định điểm dừng, nút giao ra khỏi cao tốc. Tiếp đến, lái xe cần chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông về giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, chuyển làn, chuyển hướng, thắt dây an toàn, không sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em và trau dồi kinh nghiệm lái xe trên cao tốc, ban đêm trời mưa, đường đèo dốc. Bên cạnh đó, lái xe luôn phải tập trung chủ động giảm tốc, duy trì ở mức hợp lý, kể cả khi có thể đi nhanh hơn vì tốc độ giới hạn, không có nghĩa là khuyến khích người lái điều khiển xe hướng tới mức tối đa. Các chuyên gia an toàn giao thông thường khuyến cáo là đi thấp hơn tốc độ giới hạn tùy theo điều kiện cụ thể. Lái xe luôn thắt dây an toàn bất cứ khi nào lên xe và tạo thói quen đó cho tất cả mọi người xung quanh. Theo thống kê, dây an toàn có thể giảm tới 45% chấn thương nghiêm trọng và giảm tới 75% rủi ro tử vong. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.